Chúng ta không cần trở thành bất cứ ai, làm bất cứ điều gì để hài lòng hoặc có sự yêu quý của tất cả mọi người, bởi vì đó là điều hầu như không thể và cũng không cần thiết lắm. Vì mỗi người sẽ có một cá tính, mỗi người sẽ có một chất riêng, chúng ta chỉ cần là chính mình, sống đúng với những tiêu chuẩn mà chúng ta đã đặt ra. Cảm ơn bản thân suốt những năm tháng qua đã cố gắng, đã không bỏ cuộc, đã trở thành một phiên bản tốt hơn từng ngày. Cảm ơn những người đã đi ngang đời mình, dù chỉ là những ngày tháng ngắn ngủi, nhưng vẫn để lại những ký ức chẳng thể quên. Cảm ơn những người đến tận hôm nay vẫn còn ở cạnh, yêu thương và lo lắng cho mình. Cảm ơn vì đã không rời đi. Cảm ơn vì chúng ta vẫn mạnh khỏe cho đến giờ phút này, vẫn có gia đình trông ngóng, vẫn có nơi để trở về. Khi mà mình gặp bất kỳ một vấn đề tồi tệ nào trong cuộc sống và mình nghĩ là mình không thể vượt qua nổi, thì mình lại nghĩ đến gia đình mình, những người mà họ luôn yêu thương mình và họ đã cố gắng hết sức để mình có một cuộc đời tốt hơn. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là mình không dám từ bỏ nữa. Vì có những người như thế, có những người họ thấy mình rõ ràng là không hoàn hảo, rõ ràng là họ thấy đứa trẻ đấy không hoàn hảo, không phải là con nhà người ta, nhưng họ vẫn chọn yêu thương nó và luôn ủng hộ mọi thứ mà nó làm ấy. Thì mỗi khi mà mình nghĩ là trên đời có những người yêu thương mình như thế, thì mình cũng phải tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Ô, sẽ không về nữa. Bởi vì là nhan sắc nào thì cũng sẽ tàn phai. Trí thức nó lại là đó, nên là cái đó. Tôi đã bắt gặp được thứ ánh sáng, hào quang của nó chiếu thẳng vào tôi, rung động. Tôi muốn có được nó, chỉ tiếc là sau này tôi nhận ra đó không phải là thứ ánh sáng tôi có thể giành được, mà chỉ là thời điểm. Thêm một lần sợ là thêm một lần can đảm. Dùng lý trí để lắng nghe trái tim mình, để từng bước vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi tin chắc chắn rằng niềm tin là một liều thuốc tốt nhất giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy dám ước mơ và... Sẽ không có thất vọng. Nhưng nếu như bạn không có kỳ vọng, thì làm sao bạn biết được dáng vẻ hạnh phúc của mình sẽ trông như thế nào? Sáng mở mắt đi lên chân nhà, một ngày đang chờ em, một ngày tràn đầy may mắn, hoặc nhiều chuyện để than thở thêm. Cần gì vội đeo kính, ngắm mẹ thiên nhiên bằng đôi mắt thường, và chỉ để trở về thực tại buồn chán, à, chuẩn bị phải lao vào cơn tắc đường. Đến giờ đi học rồi, vội vàng vác đồng phục lên người, ngồi lầm ngầm một vài phép toán, chỉ để mình cảm thấy lười càng thêm lười. Tôi nghĩ thời niên thiếu nên có một giấc mơ ngang tàn không sợ hãi. Chúng ta có thể bình thường, nhưng chúng ta phải biết từ chối sự tầm thường. Ý tôi là chúng ta có thể thất bại, nhưng chúng ta phải tiến về phía trước.
rồi ngày mai phải lớn đôi, bao sóng gió với những giọt mồ hôi, trân trọng hơn cuộc sống này và học được nhiều điều hay. Đặt bàn tay lên trán nghĩ bao điều, chợt nhận ra mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ ai cũng sẽ phải lớn để hiểu chuyện hơn, cuộc sống cho ta buồn vui.